Như thế này được không? Ok, để mình giải thích nhá. Thì đầu tiên căn phòng của mình lúc đầu các bạn thể nhìn thấy tường nó màu xanh và nó dùng cái đèn neon ở trên cao. Như vậy hướng sáng của nó không có tốt. Thì đầu tiên mình sẽ tắt cái ánh sáng của phòng đi và mình sử dụng cái ánh sáng chính là cái đèn ring light đây. Thì mình sẽ quay hậu trường cho mọi người xem. Ánh sáng đèn cây chính đó là ánh sáng ring light đây. Ở ngoài có một cửa sổ nhưng mà mình không dùng ánh sáng cửa sổ tại vì ánh sáng của mặt trời có thể thay đổi, rất là khó điều chỉnh. Ngoài ra ánh sáng tiếp theo mình có sử dụng tiếp đó là một cái đèn ring light nhỏ để nó tạo cái bóng mắt, bong ke mắt tròn, điểm tròn ở trong đây. Nó giúp cho mắt của mình nhìn nó hơi hoạt hình hơn một chút. Rồi tiếp theo đó là đèn nền nhá. Đèn nền thì ở đây mình có, các bạn có thể thấy là lên hình nó có màu tím. Thì màu tím là nó do cái ánh sáng của màu xanh cộng với đèn neon của ánh sáng màu hồng nó tạo nên cái bức tường nhìn nó thành màu tím. Thì có một tí bong ke ở kia, các bạn thể thấy không? Một tí bong ke đó chính là chiếc flycam cũ của mình, và mình gắn cái đèn led xung quanh vào. Ở bách ở bức tường thì có chữ media chạy bằng đèn neon. Còn một cái đèn nữa cũng hết sức là quan trọng, đó là chính là chiếc đèn led ở đây. Chiếc đèn này có tác dụng là để đánh ven, giúp cho mình tách nền và nổi ven hơn so với lại cái khu vực ở đằng sau, đỡ bị ánh sáng màu xanh nó ám vào cái má và mặt của mình. Vậy thì các bạn có thắc mắc là làm thế nào?